Em ơi, em xin cái công việc chưa? Em chưa. Chưa. Em giới thiệu bản thân đi. Em tên là Mai Hoa, em 206, em đến từ Hải Dương. Đến Hải Dương. Hiện tại đang ở quê hay là đang làm việc trên này hay như nào? Em đang học ở trên này. Ở trên này không? Vâng. Em thích một bạn nam như nào? Tiêu chí kiểu như nào? Cao và ưa nhìn một chút là được. Cao cỡ nào trở lên? Chắc hơn em tầm 12 cm. Em đang là bao nhiêu? 1m64-65 đấy ạ. 64-65 cho 1m65 là sẽ cao hơn 12 cm là 1m7. 77. Vâng. Nói chung là gần khoảng 1m8. Vâng. Ôi giời. Bây giờ anh đang có hai bạn nam trên 1m8. Nhưng mà điều đặc biệt là hai bạn này đều tham gia kết đôi, nhưng mà là bạn thân với nhau 8 năm rồi. Vâng. Ừ. Thì kiểu là hơi cạnh tranh với nhau một tí. Thế mình lấy cả hai đúng không? Hả? Thế mình lấy cả hai được. Được luôn, 2, 4, 6, 3, 5, 7. Hợp lý luôn. Vâng, đấy, đỡ bạn thân đỡ tranh nhau. Vâng. Bây giờ anh em có tò mò anh đưa em đi gặp hai bạn đấy nhá. Vâng. Ok vâng. Rồi, em đi ra. Em có yêu chưa? Dạ em chưa. Chưa yêu đúng không? Vâng. Thích bạn nữ như nào? Em thích bạn nữ đáng yêu này, cao 1m6, tóc dài ạ. Đấy rồi đúng không? Vâng, thế rồi, thế rồi. Đây con nốt này này, có nhiều chưa? Có nhiều chưa? Chưa. Chưa đúng không? Chưa bạn nữ như nào? Tầm 1m6 trở lên anh ạ. 1m6 trở lên, gì nữa? Bao vòng như nào? Nói chung là vừa đủ. Vừa đủ? Vừa đủ. 90, 60, 90, thích cam hay bưởi? Cả hai anh ạ. Cả hai. Thế hai em đang là gì của nhau? Hai anh em bọn em là bạn thân chơi với nhau rồi các bạn. Ok rồi, bây giờ anh sẽ tìm cho em một bạn nữ phù hợp với tiêu chí của hai em. Được chưa? Nhưng chỉ có một bạn thôi. Thích cạnh tranh công bằng tí. À. Chơi không? Ok nhá. Vâng. Rồi đợi anh ở đây, để anh đi kiếm. Ok rồi, mình đã đưa hai bạn nam và một bạn nữ, nam thanh nữ tú gặp nhau rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ nghe bạn nữ giới thiệu lại nha. Em tên là Mai Hoa, em 206, em đến từ Hải Dương. Hiện tại thì em đang học ở trên Hà Nội. Thì là em muốn hỏi là em học về cái gì? Em học quản trị kinh doanh của trường Học viện Bưu chính Viễn thông. Em giới thiệu bản thân đi, bạn nữ nghe. À thì em là Bảo, em 202, em ở dưới Hà Đông. Đang học đi làm gì? Em vừa mới học xong. Rồi xong luôn. Vâng. Em tên là Hiếu ạ. Em sinh năm 2002. Em cũng ở Hà Đông. Nhưng mà hiện tại thì em vẫn chưa học xong. Chưa học xong. Vâng. Thế hai ông này là hàng xóm với nhau à? Gần nhà luôn ạ. Gần nhà luôn. Cách nhau tầm dưới cây. Thể hiện một tài năng lẻ gì đấy, cho ấn tượng một nước đi. Em không có tài năng gì. Đúng rồi. Vâng. Thế tán gái bình thường, tán gái như nào ạ? Em cứ bình thường thôi, nhưng mà đến được thì thôi. À ok. Vâng. Thế tụi bạn nữ đúng không? Vâng. Thế còn em? Vâng, em thì có một câu nói gì ấn tượng đi. Nói thì em này. Nói chung là em không giỏi ăn nói lắm. Em hát được. Hát được. Hát okay luôn. Ok luôn. Cần bắt nhịp không? Không, bạn hát hay. Okay, em không biết hát bài gì rồi anh. Bạn nữ có yêu cầu bài gì? Em thì bài diễn được. Thật ra là hỏi nhưng không hỏi em. Thật ra là biết nói được rồi chứ. À biết nói được rồi. 1, 2, 3 bắt đầu. Anh thường hay vẫn nằm mơ về một ngôi nhà, ở một nơi chỉ có đôi ta. Hay quá. Nơi đã có anh và em xây từng câu chuyện, cùng sẽ chia về những ước mơ. Tiếp đi em. Trên trời cao muôn vì sao soi từng con đường, hòa làn mây cùng gió đến đây. Ok rồi, quá hay. Nghe có vẻ là ông này ăn điểm hơn ông kia rồi. Không ăn nha. Nói chơi với nhau là thế ông biết hát, mình biết đánh đàn chứ. Em trước em biết đánh nhưng mà lâu em học em quên rồi. Thế bây giờ đánh đàn khác đúng không? Đàn bà. Đàn bà đúng không? Sau khi em tiếp xúc với hai thằng trai bên kia thì em nhớ tên hai ông em. Em nhớ một anh tên là Hiếu, anh tên là Bảo thì vậy. Đúng chính xác. Hiếu trước, em thấy Hiếu như nào? Nếu mà ấn tượng đầu tiên thì chắc là anh cao, với cả cái tóc của anh khá ấn tượng. À ok. Rồi, anh nghe Bảo. Và anh Bảo thì chắc là cũng là cao đi, với cả hát cũng hay mà. Vâng. Gì nữa? Thế thôi ạ. Bây giờ đang nghiêng vậy ạ. Bây giờ chấm điểm trên thang điểm 10 thì em chấm cho anh Bảo là bao nhiêu? Nếu mà chấm thang điểm 10 anh sẽ bảo là chắc tầm 7,95 ạ. 7,95. Chưa được 8 mà em? Chưa ạ. Ok, thiếu gì nữa? Chắc là thiếu cái tóc trắng. Thiếu tóc trắng. Ok rồi. Thế anh tóc trắng thì bao nhiêu trên 10? Cũng là 7,95 ạ. 7,95. Tại vì thiếu hát. Thiếu hát. Ok rồi, một ông thiếu tóc trắng, một thiếu hát các bạn nhá. Ok, sau khi anh hỏi riêng bạn nữ đấy thì nhớ tên bạn nữ không? Em chỉ nhớ là sinh năm bao nhiêu, ở đâu thôi. Không được. Mày đã giới thiệu tên rồi. Giới thiệu chưa? Ui giời, đi dán gái hỏi tên người ta chết dở rồi. Tôi chịu hay không hỏi. Ok rồi, trong khi tiếp xúc bạn nữ thì em trước đây, em cảm nhận thấy cô gái này là một người như nào? Hướng lung tung hay là hướng như nào? Hướng ngoại, tại không phải là nói cũng
cũng hoàn ngôn đúng không? Vâng, không phải kiểu ngại ngùng. Ok, các bạn thấy nhỉ? Cảm thấy nhỉ? Em thấy bạn ấy ăn mặc các thứ, mặc kiểu cũng khá là tiểu thư công chúa. Bánh đèo. Vâng, xong rồi nói chuyện cũng nhẹ nhàng. Ok rồi. Thì trên thang điểm 10 em chấm bạn ấy bao nhiêu điểm? 8 điểm. 8 trên 10. Vâng. Thế còn em sao? Em 7. 7 trên 10. Có điểm nào chưa thấy phù hợp? Tại bạn ấy kiểu nói chuyện nó hơi chung chung quá. Hơi chung chung à? Em tìm được khác biệt à? Thế về xem lại video đấy cũng khác biệt đấy. À thế ạ? Tốt. Ok, thì bây giờ lần lượt sẽ cho các bạn tìm hiểu nhau riêng nha. Thế đây là bạn nam đầu tiên. Đấy thì bây giờ hai bạn sẽ tìm hiểu hỏi về cuộc sống riêng tư cũng như là gu sở thích của nhau đối phương như nào. Đấy để xem có ấn tượng nha. Mình con trai mình chủ động hỏi hai bạn đấy trước. Đấy, em cầm cái mic này ở giữa hai người được. Ok rồi. Trước tiên cho anh hỏi là em ở đây thì em đang ở khu vực nào? Em đang ở Hoàng Mai ạ. Hoàng Mai ạ? Vâng. Anh ở đâu Hà Đông ạ? Anh ở ngay Metro Hà Đông. Rảnh rỗi thì em hay thích đi chơi ở đâu như thế? Nếu mà rảnh rỗi thì nếu mà có bạn rủ em đi thì em đi. Còn nếu mà không thì em thường hay ở nhà. Em có xu hướng ở nhà nhiều hơn. Thế bình thường là em thích mỗi người con trai như thế nào? Em nếu mà ấn tượng đầu tiên thì em thích con trai cao hơn em. Chắc là tầm ấy, trên 12 sang ấy. Tại vì em không phải gọi là lùn. Em bị ấn tượng. Nếu mà kiểu mà có người cao ấy, đã chiếm 7 điểm. Thế em thấy anh như thế nào? Nếu mà ấn tượng đầu tiên thì chắc là cao và có tóc trắng. Em thích con trai tóc trắng à? Rồi bây giờ lúc nãy mình vừa tiếp xúc với bạn Bảo xong rồi, đúng không? Vâng. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu với bạn Hiếu. Vâng. Ok rồi, thì hai người sẽ có khoảng thời gian riêng tư nói chuyện với nhau. Đấy mình hỏi han về cuộc sống đời tư yêu đương như nào. Đấy gu như nào xong đấy. Được chưa? Bạn gái chưa? Em nhìn thấy run thế. Anh ơi, em cũng run mà xanh không hỏi. Hả? Em cũng run mà xanh. Anh thấy bạn ấy run ra bên ngoài luôn đấy. À thế ạ? À? Anh thấy em vẫn đứng vững lắm. Bạn cho mình hỏi là gu của bạn là gì? Gu của em là một người cao hơn em. Chả trên tầm 12 sang. Với cả vâng. Bạn cao bao nhiêu? Em cao 1m64, 1m63 gì đấy. 64 mình 1m83 thì chắc là không cao được 12 sang. À đâu? 20 sang. Dạ vâng. Anh ở đâu Hà Đông ạ? Hà Đông thì nó rộng lắm nhưng mà mình ở chỗ kiểu cũng là gần trung tâm ấy, chỗ nhà thì đâu Hà Đông. Thế là gần nhà anh kia. Ừ, hai bọn mình thế cũng gần trường em nhưng mà không gần chỗ em. Tôi chỉ Minh Thông đúng không? Vâng. Minh Thông thì cũng ở chỗ là chỉ gần trường thôi chứ không gần chỗ ở. Chỗ em ở bên Hoàng Mai cơ. Gu của anh như nào ạ? Mình thì thực ra là cũng đơn giản thôi, chỉ cần là tóc dài này. Tóc dài và nói chung là kiểu hơi hướng kiểu là nhẹ nhàng dịu dàng một tí. Và cao một chút. Nếu mà chiều cao mà kiểu bạn nữ mà anh muốn ấy là tầm bao nhiêu? 1m6 trở lên. Không biết là bạn đã từng bao nhiêu mối tình rồi? Em nếu mà nói ra thì em chưa yêu ai. Anh có tin không? Có, thì tất nhiên là sẽ tin rồi. Thế anh từng chiều cao bao nhiêu mối tình ạ? Không đếm hết đúng không? Chính xác là 2. Ok rồi, sau khi đã cho các bạn hỏi riêng nhau đấy và nói chung là cũng đã tiếp xúc với nhau rồi đúng không? Vâng. Bây giờ mình muốn thử xem là bây giờ hai chàng trai lần lượt mỗi người sẽ ôm bạn nữ một lần, được chưa? Để cảm nhận xem bạn nữ thử cảm nhận xem là cái ôm của hai chàng trai này có khác nhau hay không và có ấm áp hay không hay như nào không, được chưa? Ok chưa? Bây giờ ai lên trước? Đấy bạn này trước rồi đúng không? Thế bây giờ đến nhường cho bạn Hiền. Bạn này. Ok rồi. Bắt ôm bình thường thôi em. Ôm. Xa sao? Đấy ôm vào đi. 5 giây nhá. Ôm 5 giây. Đưa anh cầm điện thoại cho. Anh cầm điện thoại. Nào nào, vào đi. Ôm rồi. 5 giây này. 5 4 ông kia ông kia không nhìn luôn. Ok được. Rồi ok rồi. Rồi đến lượt em nào. Ôm đi. Không ôm được không khói về, hôm nay không về được. Phải ôm mới về được. Ok. Ôm chặt vào đi. Ôm hở hứng thế. Ok được. Rồi. Đấy, mỗi người lần ôm một gái đúng không? Ít nhiều em cũng cảm nhận được chứ? Dạ vâng. Cái này không cảm nhận được gì, ôm lại nha. Dạ thôi ạ. Cảm nhận thôi. Được không? Dạ vâng, được rồi. Ok, đấy. Rồi, bây giờ em sẽ đưa ra quyết định của mình. Nếu em chọn chàng trai nào thì em sẽ lại ôm phía sau của người đấy. Cảm xúc của em như nào? Bình thường anh ạ. Vâng. Không hợp gì à? À, hơi hơi ạ. Hơi hơi ạ. Ừ, vâng. Thế còn em sao? Em hơi camezun. Camezun, ok rồi. Ok rồi. Bạn nữ đưa quyết định nha.
anh bây giờ anh sẽ đếm ngược 5 tiếng. Được chưa? 5 tiếng cơ ạ? À vâng. Ừ, 5 tiếng. Đấy, 5 tiếng nữa là chắc khoảng 2 3 giờ sáng. Dạ vâng. Ừ, 5 tiếng đếm của anh. 5 4 3 2 1 thôi. Ừ, ok rồi thì em sẽ đưa quyết định là xem chọn chàng trai nào nha. Ok rồi. 5 4 3 2 1 rồi em quyết định đi. Ồ. Là em chọn bạn Hiếu à? Ok bảo, rồi. Bảo. Bảo. Thế thôi bảo anh Hiếu lộn hết tên rồi. Nói chung là gu chắc là gu của em là bạn này à? Ok rồi. Rồi em mà gu em là cả hai mà. Gu em cả hai à? Tham thế. Ok rồi, thôi bắt tay nhau cái nhỉ. Nói gì với bạn đi. Không ngại bọn em thì bọn em có gì có nói gì đâu. Nói hết rồi. À. Không có gì để nói nữa. Thôi của bạn cũng như của mình. Không. 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 Ok rồi, cảm ơn em nhé. Ok rồi. Thì hai bạn đã quyết định chọn tập nhau rồi đúng không? Một tập là đủ anh ạ. Ừ đấy, thì đứng cạnh nhau một tí nào. Rồi, ok rồi. Bạn nữ đã quyết định chọn em. Dạ vâng. Ok, chắc là do tiếng hát chạm trái tim. Như sao? Lúc em hát hơi run, em sợ hát nó fail, sợ bạn ấy không thích. Ok rồi. Hôm nay chắc cũng trao đổi riêng tư với nhau đúng không? Thì nếu mà bây giờ được đi hẹn hò với nhau thì em muốn đi đâu? Ăn kem hay đi dạo hay như nào? Em tùy bạn nam nhỉ. Thế em? Chắc là em đi dạo hoặc ăn kem ạ. Cả hai luôn, tuyệt vời luôn, ok rồi. Thế bây giờ nắm tay bạn nữ xong rồi dắt đi luôn nào. Ừ, đi đi, ừ, ok. Ừ, đi bên nào cho được, cũng đi vào đâu thì được. Tuyệt vời các bạn ơi, các bạn xem video thấy hay đừng quên là hãy ấn like, chia sẻ video này các bạn nhé.